Niềm thị phi rụng theo hoa bụi sớm, lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm. Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non tịch mịch. Một tiếng chim kêu lại cành xuân đài xưa dấu cổ quan liêu nơi đây mà phán phất còn nhiều vẻ xuân mây quanh núi phủ xa gần đường quê mà nắng rợp bóng râm chỉ một làng hơi tình đời mà ngấn lệ ngậm ngùi sầu thương dí lòng quán được mà đồng lúa trâu sống đời vui đào tùy duyên đói thì ăn mệt ngủ liền xa chi nhà ta châu bao thiếu gì vô tâm cảnh biết khi nào thiền Huyền Trân con, hôm nay ta gọi con đến đây là để báo cho con biết một việc vô cùng quan trọng. Thưa Thái Hậu, con trẻ đang chờ nghe lệnh dạy. Đây là nội cung, không phải chốn triều nghi, nên con không cần giữ lễ nghi thái quá. Hãy gọi ta là gì cho đậm tình gia tộc. Huyền Trân xin nghe lời dạy của dì. Mẹ con là hoàng hậu Khâm Từ đã qua đời lúc con lên 6. Đức vua và quần thần phong ta làm thái hậu chỉ vì mọi người muốn ta phải là di mẫu, có bổn phận nuôi nấng dạy dỗ con từ lúc tuổi còn thơ. Đến nay con được 18 tuổi rồi, phụ hoàng con thì đã ẩn thân nơi
biết gì tu hành xa lánh lời danh. Sau khi nước nhà hết quả chiến tranh, hoàng huynh con kế vị phụ vương, dù huynh muội dân đậm tình thương, nhưng người luôn lo việc triều đình, con chỉ có gì kề cận sớm hôm. Nhưng không vì thế mà ta lại có thể tự quyền quyết định một việc hệ trọng có ảnh hưởng đến cuộc đời con. Việc hệ trọng có ảnh hưởng đến cuộc đời con? Việc gì vậy thưa dì? Hôn nhân của con. Hả? Có nghĩa là con phải lấy chồng? Nhưng vị hôn phu của con là ai vậy thưa dì? Vào tháng 3 năm Tân Sửu, tức 7 năm về trước, phụ vương con lúc ấy đã khoác áo trúc lâm đại sĩ, người từng đến thăm viếng Chiêm Thành và đã lưu lại kinh đô Trà Bàng của nước này giao hảo. Trong thời gian đó, người đã là thượng khách của vua Chiêm. Đó là một ông vua trẻ, thông minh và can trường, người đại Việt ta thường gọi là Chế Mân. Con biết đó, chính nhờ tài đảm lược của người mà Chiêm Thành đã phá vỡ được âm mưu xâm lược của quân đội Hốt Tất Liệt. Thưa dì, có phải dì muốn nói ngài từ biệt kinh đô Phật Thệ, trục lâm đại sĩ có hứa với Chế Mân khi thoáng 18 tuổi, nếu vua Chiêm Thành tình không đổi và phái sứ thần đem lễ vật sang đây, gọi là cầu hôn công chúa nhà Trần. Công chúa nhà Trần chính là Quyền Trân, phải sang Chiêm Thành làm vợ Chế Mân. Con nhớ rồi, có lần thương hoàng gọi con hầu chuyện, câu chuyện vừa rồi con cũng biết qua. Lúc đó con vô tư không hiểu ý phụ hoàng, đâu ngờ bây giờ nước đã đến chân. Vậy ta muốn biết ý của con như thế nào để triều đình còn phải lo toan. Như vậy là sứ thần nước Chiêm Thành đã sang đây rồi phải không gì? Phải. Cùng theo sứ thần Chế Bồ Đài còn có hơn 100 người, họ mang sang cho triều đình ta không biết bao nhiêu là bảo vật để làm sính lễ cầu hôn. Vậy Dương Quynh con đã nhận lời chưa thưa dì? Vì việc này trọng đại nên sáng nay Dương Quynh của con còn phải hỏi ý kiến quần thần mới quyết định. Nhưng theo ta, một lời hứa của Thượng Hoàng triều đình không thể xóa bỏ một cách dễ dàng được. Đó là danh dự của cả một nước. Vậy có nghĩa là số phận của con coi như đã định. Hứa rồi những ngày thơ âu, hứa rồi những ngày vô tư cười đùa dưới mái cung quen thuộc thân yêu. Bỗng chốc lòng sao la lai.
chạnh lòng và đau buồn tâm can. Lần đầu thấy cháu tôi môi tắt nụ cười, thương con thật nhiều mẫu. Con về chim bang ở nơi này ta cũng ra ngẩn vào ngơ, Khâm Từ mẹ ơi nơi chốn cửu tuyền mẹ có xuất cho quyền dân, mai này con xa xứ từ giá quê nhà biết đến bao giờ con mới quay về Đại Việt. Quyền Trân con ơi, nếu mai này con thật sự xa quê hương làm dẫn chim quốc, thì ta cũng sẽ theo bước chân thượng hoàng tìm vui nơi cửa Phật, mượn tiếng mõ lời kinh mong quên hết những lầu xuống, quên danh dòng quê quyền. Bởi giờ đấy ta như người vừa tỉnh mộng, còn nhớ từng lời từng chữ giáo huấn của cha con. Thượng hoàng bảo rằng đời khi hợp lúc ta, kiếp con người như phù bình trôi nổi. Nay Quyền Trân còn đây, mai xa lìa cố thổ, biết ra sao ngày sau sương khô đau tường. Ngày mai sông nước đôi đường, người đi kẻ ở cánh trường nhớ thương. Chim thành hoài vọng con ơi, gái Đại Việt gian danh trung liệt, con nên gượng cười nuốt lễ làm vui. Hãy tin nơi thượng hoàng trí tuệ thâm sâu, khi người quyết định ắt không vì trà dư tửu hậu, mà có lẽ là vì sự an bình của hai nước Đại Việt và Chiêm Thành. Tâu Thái Hậu, có đức vua ngự giá. Vậy à, con mau pha trà để ta đón tiếp người. Xin vâng. Dạ, con trẻ anh Tông xin kính chúc dì bá phúc, bá bá phúc. Ồ, may quá, có hoàng mũi Quyền Trân đây rồi. Anh Tông, con hãy uống với dì một chung trà cái đã, rồi sẽ bàn luận việc ấy sau. Thưa dân, Quyền Trân, hình như em đã biết rõ rồi sự việc. Dạ, em đang nóng lòng chờ nghe ý của hoàng huynh và bá quan văn võ. Ta đã nói đôi điều cho Quyền Trân biết qua về việc hệ trọng. Giờ anh Tông hãy nói cho ta rõ ý của con và quần thần như thế nào. Thưa dì, sáng nay vừa buổi thiết triều nghị luận về việc cầu hôn của vua chim. Ban đầu nhiều người chống đối về việc chấp nhận sính lễ, trong đó có quan tham tri chính sự Đoàn Như Hài là một trong những người chống đối mạnh nhất. Ta còn nhớ Đoàn Như Hài đã từng đi sứ Chiêm Thành,
và cũng đã từng đề nghị việc sứ thần Việt không nên lại vua mỗi khi vào bệ kiến. Nay ông ấy tỏ ra chống đối việc vua Chàm cầu hôn Huyền Trân, nghĩ cũng không có gì làm lạ. Nhưng Văn Túc Dương Đạo Tái đã đứng dậy nói rằng ông hoàn toàn tán đồng việc gả công chúa cho vua Chiêm Thành. Và ông nói ông rất tin tưởng ở Thượng Hoàng. Thượng Hoàng là người hiểu rộng trong xa. Khi người đã chủ định vấn đề gì, tức là người đã xét suy cùng tận. Miền Bắc giặc Nguyên đang lâm le trở lại Đại Việt mình. Nếu ở miền Nam, Đại Việt và Chiêm Thành không hòa bình chung sống cùng nhau, thì cả hai trở thành mồi ngon của họ. Công chúa về Chiêm là để thắt chặt nghĩa tình, để Việt Chiêm sống cạnh thanh bình. Nào phải chuyện thông thường gả bán của thế nhân. Sau lời của Văn Túc Dương Đạo Tái, chẳng hai còn gì nào thuận theo ý của Thượng Hoàng. Vậy anh Tông hãy nói lại cho ta nghe, và cũng để Huyền Trân chuẩn bị cho mình. Dạ, kính thưa cùng Thái Hậu, có quan hành kiến trần khắc chung tán thành. Người khuyên bá quan nên tôn trọng lời hứa của Thượng Hoàng. Hơn nữa vua Chiêm bằng lòng nhường châu Rí châu Ô, để gọi là thâm tình người dân trọn. Châu Rí châu Ô vua Chiêm nhường cho Đại Việt, là về phía Nam ta sẽ mở mang bờ cõi, mà dân mình không tốn một giọt máu diễn chinh. Có lẽ lời của quan hành kiến phân bài đã thuyết phục được hoàng chánh sự tham tri. Nhưng còn riêng huynh thì huynh như thế nào? Ta và triều đình đã nhận lễ cầu hôn. Giờ là ý của Huyền Trân, con cũng cần nói ra chính kiến của mình. Dạ thưa dì, con không chấp nhận. Huyền Trân! Tại sao? Tại sao con không chấp nhận? Thưa dì, nếu như theo lời của Văn Túc Dương phân bài, thì việc con bằng lòng về với vua Chiêm là một cử chỉ đẹp, phù hợp với nguyện vọng của hai dân tộc Việt Chiêm. Bởi là một công chúa sinh ra là để đền ơn đất nước, cũng không khác gì một vị hoàng tử phải can đảm ra gánh vác trách nhiệm của một ông vua. Còn những lời của quan hành khiển trần khắc chung, con lại có cảm tưởng con là một món hàng đem ra đổi chác. Huyền Trân, em đã hiểu sai rồi. Việc vua Chiêm có ý định dâng châu Ô châu Ri là do tự ý vua ấy đề ra, để bày tỏ thiện chí muốn xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước, chứ không phải là chuyện bán mua. Việc này không ảnh hưởng gì đến quyết định của Thượng Hoàng đã hứa khi xưa, cũng không can hệ gì đến quyết định hôm nay. Tuy triều đình ta có người nông cạn suy lầm, họ tán dương cho cuộc hôn nhân này, chỉ vì tham đức vua Chàm hiến tặng khiến em thẹn thùng tuổi vẫn biết bao. Con hãy bình tâm nghe Dương huynh phân cạn, vàng tuổi phận hồng chiêu. Huyền Trân ơi, sợ gì đất rộng trời cao, là đất dưỡng nuôi trời che vạn vật. Còn biển cả mênh mông là để cho ngàn xuôi, muôn sông êm á xuôi.
Thượng hoàng tuy đã từ lâu không cùng người thân hôm xóm cận kề, nhưng lòng cha là biển sâu, là trời cao đất rộng, người đã quên mình tầm đạo tu thân, đã không còn nuôi dưỡng si tham sân, người muốn kết chặt hai nhà chiếm diệt. Nên ngày ấy lòng cha đã quyết, em cùng vua chim đẹp mối châu trần. Quyền Trấn ơi, hơn ai hết chắc em đã hiểu tình cha và không quên tình thương của mẹ. Có mẹ cha nào đem con mình đi gả bán mà em vội vàng chối bỏ cuộc hôn nhân? Nếu vậy, ngay bây giờ Quyền Trân xin phép dì và Dương huynh cho Quyền Trân được đi gặp Thượng Hoàng Trân Yên Tử. Con đi đây. Quyền Trân. Thi Ngọc đâu? Thi Ngọc. Dạ thưa Thái Hậu. Con lập tức theo chân công chúa lên núi Yên Tử và ân cần phục dịch cho người. Mau lên đi con. Xin vâng. Không khéo Chim Thành và Đại Việt sẽ xảy ra việc chẳng lành. Chí Tâm đánh lễ, chúng con từ vô thị kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Không sám lỗi trước, khó tránh lỗi sau, nghiệp căn mắc là nhân ác xem kỳ, nghiệp thiện coi thường. Lầm nhận qua già quên ngắm trăng thật, yêu ghét nổi dậy đẹp xấu tranh giành, chợt mắt đối sanh mờ đường chánh kiên, trắng quả xanh lại tía phải vàng sai. Bạch thầy, Thị Ngọc có phải người hầu ở cung Tuyên Từ Thái Hậu không? Còn thầy có phải là thầy Pháp Đăng, học trò của Thượng Hoàng Trúc Lâm Đại Sĩ? Không ngờ chỉ một lần tôi theo Đại Sĩ về kinh ghé thăm Thái Hậu, một lần gặp cô nơi đó, đến nay cô vẫn còn nhớ đến pháp danh của tôi. Thì cũng như thầy không quên tôi là người hầu của Thái Hậu Tuyên Từ. Chẳng hay hôm nay cô lên Yên Tử lễ Phật hay cần gặp Đại Sĩ thăm hỏi điều gì? Thưa thầy, người cần gặp Đại Sĩ là công chúa Quyền Trân. Ây chết, công chúa có đến đây. Vậy để tôi đi đón người cho phải lễ. Thầy khỏi phải bận tâm đến chuyện ấy. Vì lúc nãy công chúa có bảo với tôi rằng người thấy kém vui nên muốn hoàn cảnh cho quay khỏa lòng. Chúa còn ở am hòa dân, khoảng lưng chừng núi mây bay là đà. À, thì ra vì nơi ấy có mây nhiều, người ta tưởng mình ngồi ở trên mây nên có tên gọi hòa dân lưu truyền. Cô Ngọc đã tự giải bài cặn kẽ, đúng là vậy, lời giải không sai. Còn núi này được gọi là Trúc Lâm. Trúc Lâm là rừng trúc, có đúng không thưa thầy? Đúng rồi, rừng trúc trên núi Yên Tử, vì vậy người người gọi chốn này là Trúc Lâm Yên Tử. Và dân Đại Việt tất cả hướng về đây bởi chốn này còn có một vị vua nhân từ rời xa Điện Ngọc tu hạnh đầu đà. Vâng, lời cô Ngọc thật là hữu lý, Pháp Đăng tôi hoan hỷ vô cùng. À, sáng nay Đại Sĩ có chút Phật sự phải lên am Tử Liêu, có lẽ chốc lát người mới về.
Vậy mời cô Ngọc ngồi tạm trên phiến đá kia nghỉ chân nhé. Am Tử Liêu ở đâu vậy thầy? Ở núi Yên Tử này cao nhất là Am Tử Liêu, thấp nhất là Am Long Động, nơi mà tôi và cô đang ngồi đây. Còn Am Ngoại Dân nằm ở vị trí trung ương, thấp hơn Am Tử Liêu nhưng cao hơn nhiều am khác. Như vậy biết đâu đại sĩ gặp công chúa trước khi về đây. À, vừa rồi chắc thầy đang đọc kinh Phật. Là lời dạy của Trúc Lâm đại sĩ, sám hối sáu căn. Mà sáu căn là gì vậy thầy? Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và vì sao mà ta cần phải sám hối sáu căn? Đại sĩ thường dạy chúng tôi rằng, gặp sắc đẹp mắt ưa nhìn trộm liếc ngang, còn tai thích nghe lời tà, mũi say hương, lưỡi ưa vị ngọt ngào, thân nên hình nhờ tin cha quyết mẹ, vậy mà cứ cho là thật quên mất bổn tâm. Vì thân mà sanh thành ba nghiệp, ấy là sát, dâm, tà đạo, tội lỗi chất chồng vô lượng vô biên. Riêng ý căn thật là tai hại, ý suy ta làm điều tà dại, ý giận dơ không lúc nào ngừng nghỉ, điên đảo tâm hồn ba độc phát sanh. Vì vậy sáu căn ta phải giữ gìn sám hối từng giờ từng phút từng giây. Từ đây tôi xin ghi nhớ lời thầy, tự răn mình để không phạm tội về sau. Còn ba độc là gì vậy hả thầy? Ba độc là tham sân si, âm mưu ghen ghét, keo cú vết dơ, mười vốn ngàn lời chưa cho là đủ, của chứa tợ xong lòng như hũ chảy, rót vào lại hết nên nói chưa đầy, ấy chính là tâm tham. Do tham làm gốc, lửa giận tự thêu, quắt mắt quát to tiêu tan hòa khí. Không riêng người tục, cả đến thầy tu, kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, tâm sân gom tích tạo tội không dừng. Thưa thầy, vậy còn tâm si? Là căn tánh đần độn, ý thức tối tâm, suốt tháng quanh năm không phân thiện ác, chặt cây hại mạng, giết thú để ăn, chỉ bóng nói trăng, chân tâm không rõ. Những tội thế đó rất nặng rất sâu, đến lúc mạng chung rơi vào địa ngục, trải ngàn muôn kiếp mới được thọ sanh. Dù được thọ sanh lại mắc ngu báo, nếu không sám hối đâu được tiêu trừ. Tội tánh vốn không, tất cả đều do nơi ý. Chúng sanh hay làm những điều sông nghiêng núi lở, tội ác tài trời cũng đều do nơi ý. Nên chư tổ có câu: công di thủ, tội di khôi. Nghĩa là luận về công thì ý có công hơn hết, còn nói về ác thì ý cũng đứng đầu. Con mừng thầy mới về. Dạ, con là Thị Ngọc, xin cúi đầu đảnh lễ thượng hoàng. Ta đã gặp Huyền Trân ở Ngọa Vân An, nên việc có mặt của con ở đây ta đã biết. Pháp Đăng, con đưa Thị Ngọc vào trong Am Long Động lễ Phật. Ta có việc cần bàn luận với Huyền Trân. Con gái của cha leo núi có mệt lắm không? Thưa thượng hoàng, con thấy trong người rất khỏe, cảnh vật trên này đẹp lắm. Con đừng gọi ta là thượng hoàng nữa, cứ gọi là cha. Ta đi tu đã lâu, trên 10 năm nay ta đã là ông thầy áo giá. Sau này trong những lúc có nhiều người, con cũng có thể gọi ta là thầy hay đại sĩ như những người khác thường gọi. Dạ, con xin vâng lời cha dạy.
còn việc của quan hành khiển Trần Khắc Chung, lúc nãy con có trình bày và cha cũng đã giải thích rạch rồi cho con hiểu. Vậy con còn điều gì muốn nói nữa hay không? Con lại khóc nữa rồi, sao vậy con? Thưa cha, dầu khi nãy cha đã phân giải mọi điều, nhưng con vẫn còn nghe tức tưởi khi nhớ đến lời trước đây của quan hành khiển. Quyền Trân, một lần nữa con hãy bình tâm và nghe rõ lời cha. Phải có lòng bạc ai vì tha, tình thương phải được trải ra, có như vậy con mới cảm nhận, mới hiểu tận tường lời quan hành khiển Trần Khắc Chung. Vốn là một vị võ quan trong tâm thường nuôi dưỡng chuyện thắng thua, nên nghe chim thành nhượng châu rí châu ô, người khởi tâm vui mừng cho đại việt được mở rộng gian sang mà không hao tổn binh tình. Thoáng nghe con vì suy nghĩ mông lung rồi tạo ra cái tâm phân biệt, có ảnh hình trong cuộc hôn nhân là cuộc gả bán theo thói thường tình. Ôi lòng cha mênh mông cao rộng, lời của cha vẹn vẻ lý tình. Quyền Trân thật chẳng ra gì, tâm trí hẹp hòi chấp cứ nhỏ nhen. Khâm Từ, mẹ của con ngày xưa đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ, một bà hoàng hậu có đầy đủ bi trí dũng. Cha mong rằng Quyền Trân là một đứa con phải giống như mẹ Khâm Từ còn tại thế. Mẹ Khâm Từ mất lúc con còn thơ dại. Khi lớn lên, con được nghe kể lại nhiều điều. Nào là hoàng hậu là một bà mẹ ngọt ngào, thông minh, nhân hậu. Nào là đối với kẻ dưới, mẹ là người rộng lượng, nên ai cũng hết dạ mến thương. Đó là do bà có tâm bi. Mẹ con còn là người thông minh can đảm không ai bằng, vì bà có tâm trí dũng. Cha ơi, cha hãy kể về tâm trí dũng của mẹ cho con nghe đi cha. Con muốn được nghe cha nói thật nhiều về mẹ. Hôm nay bỗng nhiên con nhớ mẹ vô cùng. Có một hôm, mẹ con ngồi cùng cha trên vọng lầu xem võ sĩ đánh thi với cọp. Bỗng có một con cọp nhảy được lên lầu, khiến tất cả đều hoảng kinh bỏ chạy. Lúc ấy mẹ con thản nhiên lấy một chiếc chiếu lên che cho cha và cho cả mẹ. Con cọp gầm lên rồi nhảy xuống vọng lầu. À, hay quá, như vậy là con cọp khiếp sợ mẹ Khâm Từ. Một lần khác, cha và mẹ ngự ở điện Thiên An để xem đàn voi tập trận. Lần ấy cũng lại xảy ra một cảnh tràng kinh hoàng. Chắc là cũng có một con voi bỗng nhiên rẽ đàn xông lên điện, làm cho các quan văn võ bay hồn. Con gái cha đoán không sai, trong khi mọi người hoảng loạn chạy đi, chỉ còn có mẹ cha ngồi yên trên điện. Mẹ con định thần nhìn thẳng chú voi, và quả thật diệu kỳ, voi như hiện tượng ngoan ngoãn dễ thương. Cuối cùng chú voi rời khỏi điện, mẹ con quả xứng đáng là con gái hưng đạo dương. Ông ngoại con ngày xưa tên tuổi vang lừng, người có công đánh bại quân Nguyên. Quyền Trân con ơi, hiểu không con
khi cha kể cho con nghe những cảnh đời về mẹ. Là nữ nhi nhưng con đừng tự cho mình nhỏ bé. Hãy giống như mẹ con hoàng hậu Khâm Từ. Có dũng, có trí, có bi, để không phụ danh công chúa nhà Trần. Trong đạo Bụt, bi là thương yêu không ngần bé. Đại vì khay chim thành cùng nuôi dưỡng sanh linh. Con bằng lòng làm vợ chế mân, là con có tâm bi và thêm trí dũng. Trí tuệ giúp con biết yêu đồng loại, còn dũng khí làm cho con vượt lên phận gái. Ôi, lời nói của cha con nghe thấm sâu vào trong huyết quản, nghe em đềm như mẹ ru hồi. Mai này con không còn lo sợ sẽ chơi vơi, vì như đã có cha song hành trên muôn vàng nẻo. Chế Mân là một thanh niên anh tuấn, cả nước mến thương vũ dung hơn người. Cha đã dấn dương và từng lưu lại nơi này. Ở nơi đó có một vị vua nhân hậu, cha đã coi chàng chẳng khác anh tông. Cha ơi, cha đã từng nói với con, chim thành tuy nước nhỏ nhưng rất tôn sùng Phật pháp. Vì vậy cha hy vọng con hoàn thành tâm nguyện, chim việt cùng nhau chung đạo hòa đồng. Nếu mai này con là vợ chế mân, đại việt chim thành sẽ như hình với bóng. Lời của cha là muôn vàng thước ngọc, con trẻ xin nguyện khắc cố ghi tâm. Huyền Trân, con hãy đưa bàn tay của con lên quan sát thử xem. Thưa cha. Con hãy nhìn thật lâu và nói cho ta biết là con có nhìn thấy ta trong bàn tay của con không? Thưa cha, con có nhìn thấy. Vì con gái của cha đã phát giác ra rằng bàn tay của con là do cha mẹ mà có. Sự có mặt bàn tay con có khác gì đâu. Sự có mặt của mẫu hậu với thượng hoàng, con còn thấy ở bàn tay nhiều hình ánh nhiễm màu hiện ra. Không những có mặt mẹ và cha, mà ngay trên tay của công chúa nhà Trần có mặt cả nước non này, cả giống nòi Đại Việt ta. Như vậy là con hiểu được ý cha, cũng có nghĩa là lòng tin con đã trọn rồi. Dù con ở đâu cũng có cha theo cùng, hơi thở của con cũng là của cha, việc làm của con cũng chính là của dân tộc của cha. Con hãy ghi tâm khắc cốt điều này, sau khi sang qua nước chim thành cùng chế mân hòa cuộc lương duyên. Việc phải làm là khéo sự chốn nội cung,
đừng để nảy sinh ra mối bất hòa, con hãy hiểu ý cha già, đừng làm chế mân khó xử. Cha tin con thông minh trí dũng, hiểu tận tường lời giao quân của cha, hai nước chấm dứt can qua, đem thanh bình cho chim Việt được phồn qua. Cha ơi, con trẻ xin quỳ dưới chân cha, nói lên câu thề nguyện, sống ghi trong dạ, chết mang theo những lời cha dạy, để công chúa quyền trần không phụ lòng mong ước của cha. Con giờ đây vô cùng an lạc, bao lo nghĩ gian trường bỗng chốc tiêu tan. Lời của cha, lời người sống giữa nhân gian, vậy mà con cứ tưởng như suối từ của Phật. Con rất vui về kinh đô Phật thầy, cùng chế mân Quyền Trân. Cha đã yên lòng về con gái của cha. Cha, diễm phúc làm sao khi mình được Thái hậu cho tự tiện chuốc trao, nào là xiêm y rực rỡ, nào là lược giác trăm cài, để chốc lát nữa đây mình theo công chúa Quyền Trân sang chiêm quốc. Thủy Ngọc, Thái hậu người vẫn còn ở lại trong cung, hay người đã đi cùng đức vua đón tiếp sứ thần chiêm quốc? Thưa Trần tướng quân, Thái hậu đã ngự dưới thuyền rồng từ ban sáng. Sao? Thuyền rồng chim quốc sang đây để rước Quyền Trân công chúa à? Vâng, công chúa Quyền Trân rất xứng đáng ngự thuyền rồng về chim quốc để thi hành một sứ mạng thiêng liêng. Thì Ngọc nói đúng. Và ta cũng cầu nguyện cho công chúa phận đẹp duyên ưa, cho đời hồng nhan không bẻ bàng tuổi phận. Cảm ơn Trần tướng quân đã chúc phúc cho Quyền Trân. Trần Khắc chúng tôi xin kính chào công chúa. Quyền Trân kính chào quan hành khiển. Ngài đến đây chắc để có lời muốn nói với Quyền Trân. Thưa dân, trước hết tôi mong công chúa bỏ qua cho những lời thô thiển tôi đã thốt ra trong ngày triều đình nhận của sứ thần chiêm quốc lễ vật cầu hôn. Chính tôi phải xin lỗi tướng quân, vì tôi nghĩ suy nông cạn, không hiểu ý của chim hồng chim học. Công chúa quá lời, làm cho kẻ này vô cùng hổ thẹn. Được công chúa cảm thông, khắc chung tôi nghe như lòng mình nhẹ bỗng. Gió ban mai từ bốn phương nhẹ thổi, người vô tình đâu thấy nỗi vấn vương, nhưng kẻ hữu tình đang ôm ấp mạch sầu thương. Vì ngọn gió như gieo từng cơn lạnh. Phải, sáng hôm nay Quyền Trân cũng nghe sao cô quạnh. Dầu có vạn tiếng chúc mừng hạnh phúc kẻ đi xa, ôi quê hương như có mạnh lực diệu kỳ, khi xa cách phân ly lòng lưu
Nhưng công chúa ơi, dầu có luyến lưu sâu nặng cũng phải đành lặng thinh nuốt lễ dứt tình tiễn biệt người đi. Tình đơn phương không thốt nên lời, trách thở trời hay tự trách ta. Gió chương kéo về cho bước lạnh buồn tim, nhức nhối từng thơ thịt làn da. Không phải phong ba mà dớ một khung trời, ta nghe lòng bàng hoàng xót xa. Tâm sự của tướng quân sao quá nào lùng, thoáng nghe như là trách cứ quyền trân. Đã vô tâm trước một chân tình mà mình không biết không hay, để cho tướng quân than thân trách phận. Đối mặt với sầu tư thầm lặng xin đừng hỏi vì sao tàn giấc chim bao mà người ta vẫn tiếc hoài ảnh hình trong mộng. Vì hình ảnh kia là vị nữ thần làm trái tim yêu sao đồng. Thời gian ơi xin dừng lại phút giây này. Chỉ riêng mình tôi biết, chỉ có riêng mình nuôi tiếc giấc mơ qua. Thuyền xa bến rồi, thuyền có nhớ bến không? Chứ sông dây bến luôn mong thuyền quay trở lại. Mà thôi, công chúa đừng bận tâm chi đến lời suy giải. Hãy xem lời tôi như gió thoảng qua mặt. Phải chăng trần tướng quân đang làm người thương hương tiếc ngọc, sợ hương phai tàn, sợ ngọc dở tan? Xin cảm ơn tấm chân tình vô hạn, tôi sẽ nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay. Thưa công chúa, từ dưới thuyền rồng em thấy đức vua và thái hậu đang trở lại cung. Tôi phải cùng các quan đại thần có mặt tại thuyền rồng để chuẩn bị làm lễ tiễn đưa công chúa. Xin tạm biệt. Xin tạm biệt. Thị Ngọc. Dạ. Em đã chuẩn bị xong chưa? Thưa công chúa, em đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh, em sẽ cùng công chúa xuống thuyền rồng sang Kim Quốc. Quyền Trân, Thị Ngọc, hai con đã sẵn sàng rồi chứ? Thưa dì, đã xong tất cả rồi. Thị Ngọc, ngươi hãy xuống thuyền rồng thông báo với quan hành lễ rằng công chúa đã chuẩn bị xong, chỉ chờ trong giây lát là bắt đầu giờ hành lễ. Xin vâng. Quyền Trân, ta có đôi lời dặn dò con trước khi thuyền rồng rời xa cố thổ. Quyền Trân đang chờ nghe lời chỉ dạy của dì.
bàn tay này, gương mặt này, ta đã từng âu yếm, từng ôm vào lòng trong những ngày giá lạnh trời đông, cho con được ấm để không nhớ mẹ. Mẹ mất đã có gì bên cạnh, tưởng đâu rằng như lá với cành mãi mãi bên nhau. Có ngờ đâu cơ trời xuôi khiến, sau một lần thưởng hoàng sáng nhà trần phải về bên ấy xa quê, kể từ đây một thân con trong chòi dưới gió sợ dặn dò về chim thành gái nhiệt phái hiền ngoan. Dân, con trẻ đã hiểu được ý của dì. Đã từ lâu dì bận việc nước non, khi làm vua theo lệnh thưởng hoàng, vinh đâu còn thời gian hưởng thu thanh nhàn, nên anh em ta thường cách xa, ít cùng nhau tâm sự. Nay đôi ngả đôi đàn mới nghe làm vợ người ta, em gánh chu toàn bổn phận là bậc mẫu nghi đức hạnh chớ xem thường. Giống như mẹ ngày xưa thuận gia can cảm phục lòng, là con của thượng hoàng quỳnh nên lòng tin tưởng nơi công chúa quyền trăng, được thượng hoàng sao trước bài phân quyền trăng, phải làm gì cho nước nhà và cho cả chim bao. Quyền trấn ơi, ta bỗng thấy con lớn khôn trước tôi, ta tin giàu có dấn thân vào chấm gái các vui, quyền trấn sẽ không làm đã biết đứng lên khi non nước đang cần. Khâm Từ chị ơi, nơi cõi tiên chắc chỉ mỉm cười thỏa dạ khi thấy con mình tròn đạo nghĩa với cha ông.
thương hoàng lòng những ước mong chim thành đại việt gắn liền non sông bùi ngùi tiếng biết người đi những mong lòng mỗi khắc ghi lời gian lại gì con trẻ lên đường hoàng huynh ở lại triều cương bền chữ sắc đinh để cho hai nước thanh bình yên vui. Vì mẫu hoàng quân Quyền Trân, Quyền Trân xin kêu Quyền Trân con. Hoàng hậu, Thị Ngọc, ở đây chỉ có ta và em. Hôm nay ta muốn em gọi ta là công chúa của nước Đại Việt nhà Trần. Dạ thưa, thưa công chúa, vì sao công chúa có vẻ bất an? Hay là đức vua? Không, ngài vẫn luôn sủng ái ta, vẫn như ngày đầu cách đây một năm khi ta bước về chiêm quốc. Dân đã một năm xa cố quốc, nhớ lại em cứ tưởng mới hôm qua. Bên tai em giờ đây như vẫn còn nghe khúc nhạc vang. Công chúa đã được đức vua yêu quý trọn lòng và công chúa hiện đang mang long thai. Cớ sao người lại xin đức vua sắc phong ngôi hoàng tử cho thế tử Chế Chi mà không dành ngôi vị ấy lại cho Thị Ngọc?
ta mang sứ mạng sang đây là mong hai nước Việt Chiêm hòa hảo. Khi được sắc phong là hoàng hậu Chiêm Thành, lòng ta vô cùng ái ngại, vì hoàng hậu nước Chiêm, tức mẹ thế tử Chế Chi vẫn còn tại vị. Nhưng chính đức vua đã phá bỏ luật lệ từ ngàn xưa, ngài muốn công chúa được song đôi ngôi hoàng hậu. Thị Ngọc ơi, chính vì thế mà lòng ta luôn lo ngại, sợ cho Chiêm Thành sẽ nổi dậy phong ba. Giặc Nguyên vẫn lăm le dòm ngó cả Chiêm Việt, sợ chúng thừa cơ với giả tâm khuấy động. Em ơi, làm sao ngăn được mạch suối hờn ghén trong lòng người nhân thế? Những lời dèm xỉm gớm ghê sẽ làm đổ vỡ cả công trình. Trời! Công chúa ơi, làm sao em hiểu được nỗi lo âu tận đáy lòng của công chúa? Em thật nhỏ nhen trước tấm lòng cao cả bao la. Em thấy mình như một hòn sỏi nhỏ nằm bên ngọn núi cao vút tầng mây. Mình gánh gồng báo trọng trách để giữ yên lành tránh nàng can qua, phải đối đầu với cảnh trạng xót xa. Vậy mà em vô tâm không hề hay biết, cùng làm đôi cánh chim xa lìa khổ thổ. Kẻ thì an nhiên, còn người chịu ôm sầu. Thị Ngọc cúi đầu nhận tội với công đương, không tròn bổn phận với lời dặn dò của Thái Hậu. Đã để công nương một mình riêng chịu với nỗi ai hoài tận chốn chiêm bàng. Đứng lên đi em. Em nào có tội, là tại ta nuôi giấu nỗi niềm riêng. Bởi vì không muốn em ủ dột nét xuân, nên ta phải một mình nặng gánh. Công chúa thật là từ bi nhân hậu. Thôi, em hãy vào trong chuẩn bị tiệc trà, đức vua thiết triều đã sắp ngự về đây. Xin vâng. Kìa, Quyền Trân hoàng hậu. Thiếp kính mừng quân vương từ cung điện trở về. Quyền Trân ơi, sao buổi thiết triều ta vội vã về ngay để được nhìn thấy dung nhan người ngọc? Này mài ngại, kia mắt phụng, này môi đỏ, ma ửng hồng, càng trông trăm càng say mê đắm đuối. Quân vương quá khen, chỉ làm cho thiếp thần ái ngại. Nàng đừng ái ngại, nhan sắc này đã đẹp, mà đức hạnh của nàng còn đẹp mấy lần hơn. Nào, hôm nay hậu muốn đi xem cảnh vật nơi đâu? Tháp ngà, tháp vàng hay tháp bạc? Đất nước Chiêm Thành nơi nào cũng đẹp, vì mỗi bước thiếp đi đều có người chung bóng. Hay, hay. Chung tình ơi hỡi chung tình, nói chi lời nói để mình ngất ngây. Quyền Trân ơi, phải chăng thượng hoàng đã tạo ra nàng để làm đẹp và chê mừng, nên mỗi nụ cười, mỗi lời nói của Quyền Trân là linh dược nhiệm màu, là
là phép tiên vô cùng kỳ lạ, làm cho ta mát lòng mát dạ. Trời bây giờ trời chẳng vào xuân, sao ta thấy có muôn hoa reo cười. Quân Dương, thiếp cũng giống như người, cũng đang ngập tràn hạnh phúc trong đời. Thiếp được Quân Dương sủng ái. Trời đã sanh chế mân, phải sanh ra quyền chân công chúa. Quân Dương, ôi người con gái của Đại Việt ta thương, thiếp trọn đời bên cạnh Quân Dương. Quyền Trân hoàng hậu, ta yêu nàng. Kìa, Quân Dương, Quân Dương ơi, người làm sao vậy? Chết rồi, để tiếp thần cho gọi thái y. Không, ta vì xúc động trước tâm chân tình của hậu nên mới có trạng thái bất an. Quân Dương, người có sao không? Ta không sao cả, nàng đừng gọi thái y. Quân Dương làm thiếp thần lo sợ. Nếu ta chết mà có nàng trà tì bên ta thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Trà tì? Theo tục lệ nước này, khi vua băng hà, hoàng hậu và cung phi phải được quả thiêu cho vẹn tình chồng vợ. Quả thiêu? Phải, quả thiêu hay trà tì cũng thế. Vậy nàng có vui lòng chấp nhận quả thiêu khi ta nhắm mắt không? Được chết cùng chàng để làm người chung thủy, để đáp lại tấm chân tình ưu ái của Quân Dương, thiếp xin vui lòng chấp nhận. Quyền Trân ơi, ta cảm động khi nàng đã quyết cùng ta đi vào cõi chết, để cùng ta một chuyến đi xa. Nhưng Quyền Trân ơi, ta không nỡ để cho thân qua phải chịu quả thiêu trong ngọn lửa kinh hoàng. Làm sao có thể để Quyền Trân phải nát ngọc tan vàng? Ta vẫn muốn sống cùng nàng cho trọn kiếp, chỉ sợ tạo hóa an bài cho cuộc tử sinh. Vẫn muốn là vua trên mảnh đất chiêm bang, một mảnh đất anh hùng ta đang cai trị. Muốn được cùng Quyền Trân tận hưởng ngày hạnh phúc, để ngắm anh bình minh rực sáng cuối chân trời. Quân Dương, sao hôm nay người lại có những lời nói bi quan khiến cho thần thiếp thấy lo trong dạ? Không sao, tại ta suy nghĩ vẩn vơ nên mới có những lời vô ý làm cho nàng lo lắng. Quân Dương là anh hùng của đất nước, người phải được sinh tồn để cai trị đất Chiêm Thành. Ta đưa nàng đi du ngoạn để nàng xem tháp ngà, tháp bạc, tháp vàng. Quân Dương à, nhưng long thể của người kiểu đã sẵn sàng, nàng hãy cùng ta du hành kẻo muộn. Hoàng hậu và đức vua thật là hạnh phúc. Cảm tạ Phật trời đã ban cho công chúa tôi được mọi sự an lành. Nữ hầu, có phải đức vua vừa rời nội cung? Thưa ngài thái y, người cùng hoàng hậu du hành như thường nhật, có chuyện gì mà trông thái y có vẻ lo lắng vậy? Nữ hầu không biết
là đức vua đang lòng thế bất an, ta lo lắng cho thiên nhan nên vội đến khuyên người bảo trọng thân vàng. Không khéo việc chẳng lành xảy ra, gây nguy hại cho hoàng gia. Thảo nào mới vừa rồi tôi nghe được tiếng hò của người, công chúa lo sợ thì người bảo không sao, đừng gọi thái y. Có ngờ đâu là chuyện hệ trọng, mà hoàng hậu và tôi lại không biết không hay. Mấy hôm rồi văn võ bá quan trên dưới sầm sì to nhỏ với nhau, bảo rằng đức vua lâm bệnh, nhưng người truyền lệnh đừng kinh động hoàng gia, sợ e hoàng hậu hay tin rồi lo sợ. Đức vua yêu thương hoàng hậu hết lòng nên mới không để cho hoàng hậu biết người đang mang bệnh. Đã vậy còn đưa hoàng hậu đi ngoạn cảnh, thật là như cây liền cành, như chim liền cánh. Ở đó mà nói chim liền cành, cây liền cánh. Mau cùng ta cấp tốc đến nơi, phòng khi bất trắc kịp thời cứu vãn. Thưa hoàng hậu. Sao? Bệnh tình của đức vua thế nào vậy thái y? Bẩm, vì chinh chiến bao năm, đức vua bị lao tâm thương tổn, nay do cảm mạo giờ sang thương hàn rất nặng. Trời, trời ơi. Mạch hiện giờ lúc phù khi trầm khó đoán. Giờ thần xin phép về viện thái y mang y dược đến, mai ra còn kịp. Quyền Trân, Quyền Trân. Quân Dương ơi, thần thiếp đây. Trong phút giây này, ta cần có nàng bên cạnh ta. Quân Dương. Để ta được thấy nàng cười, được nghe nàng nói. Quân Dương ơi, người đừng làm cho thiếp thần lo sợ mà. Quyền Trân ơi, nếu ta có mệnh hệ nào âu cũng do phần số. Ta chỉ thương cho thân liễu bồ mình hạt xương mai. Phải đành bị lửa đốt thiêu, chỉ cần liên tưởng ta đã thấy đớn đau. Hỡi trời xui gặp nhau chi, để khóc biệt ly, để lũy khách trang đài. Quyền Trân ơi, trăng tròn rồi lại khuyết, người cũng như trăng tự sanh, sanh tự thượng tình. Quân Dương ơi, xin đừng nói chuyện ly tán. Cung đàn trôi khúc dở dang, chỉ làm cho sầu chất thêm sầu. Vậy thì nàng hãy cười lớn, cho mắt thêm xanh, cho môi thêm thắm, cho không gian này ngập tràn hơi ấm, cho trái tim ta say đắm điều ân. Tình.
cho ngàn đời sau chỉ có đôi mình. Kìa, sao ta vẫn thấy đôi mắt nàng đầm đìa lệ, giọt văng giọt dài làm héo dung nhan. Vâng, thiếp cười, thiếp cười đây cho người được vui, dù trong khoảnh khắc để rồi sầu ly biệt. Nàng đã cười, những lời sáo nghe thế thiết, ta nào muốn đâu làm chiếc lá xa cành. Quân Dương, lá xa cành buồn cho lá rụng. Người xa người chim loan rẽ phùng, làm trái tim dở dùng. Quân Dương ơi đừng như bất lùng canh tàn. Đau xé lòng vì tin thở than, than cho hồng nhan bạc phận. Quyền Trân ơi, ta giận cho mình. Quân Dương, giận cho ta số phần sao ngắn ngủi, để tuổi thân qua để luyện nhan hồng. Tiếp xin hát câu chim quyên ăn trái nhàn lòng. Còn xa còn cách, nên vợ nên chồng sao lại phải chia ly. Người ơi người ở đừng đi. Chim quyên lễ bạn ai bi não đùng. Quân Dương, Quân Dương, trời ơi, đức vua đã băng hà. Thôi rồi một ánh sao rơi, từ đây người đã về nơi vĩnh hằng. Quân Dương, hai tôi đã chậm chân đến muộn, nên chỉ nhìn người bằng thể xác vô tri. Chim thành mai tiễn người đi, trời sầu đất thảm cũng di lạnh lùng. Quân Dương, Quân Dương. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Dạ. Nam mô A Lị Gia Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Ma
cả gia, án tác bàn ra phạt về sô đát na đát tà. Nam mô tất kiết lật đoá y mông a lì gia bà lô yết đê thất phật ra tăng đà bà. Nam mô na ra. Kính chào quan hành khiển. Thị Ngọc, sức khỏe của công chúa ra sao rồi? Đã qua cơn biến động, giờ thần sắc của người đã tươi tỉnh hẳn rồi. Lại trời đã hộ trì cho công chúa thoát khỏi quả thiêu và được về Đại Việt. Sau khi vua Chiêm Băng Hà chế chi lên kế vị, đã cho sứ mang thư sang Đại Việt báo tang, nên triều đình ta biết được là công chúa sẽ bị quả thiêu sau khi sinh nở. Vua Anh Tông truyền cho ta căn bờm xuôi gió dược trùng dương sang tận Chim Bang để sớt chia cảnh mất mát đau buồn. Nhân lúc đưa hài cốt chế mân ra khơi quả tán, thuyền Đại Việt tiến dần đến thuyền công chúa Huyền Trân. Thừa cơ liền đưa công chúa sang thuyền ta, rồi bất ngờ thuyền Đại Việt lướt nhanh, đưa mọi người yên lành về tận trời Nam. Nhưng không hiểu sao công chúa lại chuyển lòng, muốn gặp thượng hoàng nơi yên tử trúc lâm. Thị Ngọc cũng không hiểu vì sao công nương không về cung nội mà lại thẳng đường lên yên tử. Còn chúng ta trở về không gặp chướng ngại là vì chủ ý của Tân Dương Chiêm Quốc không cố tình siết chặt dòng dây. Lời Thị Ngọc nói ra khiến cho khắc chúng tôi hoài nghi vô hạn. Vậy duyên cớ nào họ lại thuận lòng cho công chúa về Nam? Chế Chi là người nhân từ, giống vua cha là Chế Mân. Những ngày sống trên đất nước Chiêm Bang, Chế Chi thường lui tới thăm viếng ta và vấn an vua cha, nên hiểu được ý Chế Mân không muốn quả thiêu Huyền Trân theo tục lệ. Nhưng rất tiếc là thế tử không được theo công chúa về Nam, giờ phải chịu cảnh chia lìa tình mẫu tử. Đó cũng là chủ ý của Chế Chi. Vì khi ta lên thuyền để ra ngoài khơi làm lễ thủy táng hài cốt Chế Mân, người cố tình giữ lại con ta. Người nghĩ rằng công chúa nước Nam phải trả về cho Đại Việt, còn thế tử con ta vẫn là dòng máu của Chiêm Thành. Giờ thần đã hiểu và vô cùng khâm phục công nương có đầy trí dũng để vượt qua hoàn cảnh. Ta nghĩ việc Trần tướng quân cứu ta về đây là do chủ ý của Dương huynh ta. Vâng, thượng hoàng người không hề hay biết, sau khi công chúa về Am Long Động, đức vua được lệnh thượng hoàng dạy rằng việc cướp công chúa về Nam là có lỗi với Chiêm Thành. Để không mất tình giao hảo, triều đình Đại Việt phải mang lễ vật sang qua nước Chiêm mà tạ lỗi. Giờ khắc chúng tôi xin tạm biệt công nương, về chuẩn bị lên đường sang Chiêm Quốc. Mong công nương giữ gìn quý thể. Mời cô Ngọc vào hậu liêu thọ thực buổi sáng. Tôi và lệnh bà vừa thọ thực xong. Vâng, tôi vào ngay. Xin phép công chúa. Này chú Pháp Đăng, sao chú lại gọi ta là lệnh bà vậy? Thưa, vì lệnh bà là hoàng hậu của nước Chiêm. Nhưng giờ ta không còn là hoàng hậu của nước Chiêm nữa. Chú là đệ tử của đại sĩ, cũng như con của ngài, vậy chú hãy gọi ta là chị. Thưa, Pháp Đăng không dám. Ta cũng sẽ học đạo với đại sĩ, và ta sẽ là đệ tử của ngài. Vậy chú nên gọi ta là chị mới phải. Thưa dân. Này chú Pháp Đăng, chú đi tu được bao năm rồi? Thưa lệnh bà, dạ thưa chị, Pháp Đăng đi tu mới được 3 năm. Lúc nãy chị nghe chú tụng kinh hay lắm, giọng của chú rất trong. Chắc là đại sĩ yêu chú lắm phải không? Vâng, đại sĩ rất thương Pháp Đăng. Sau những giờ dạy đạo và tọa thiền,
Đại sĩ thường kể cho Pháp Đăng nghe chuyện của ngày xưa, lúc người còn ngự trên ngai vàng, còn bề bộn việc dân việc nước, còn chống quân thù giữ bờ cõi gian sang. Càng nghe Pháp Đăng càng thích thú say mê, nhất là câu chuyện ở suối Hổ Khê. Có phải suối ấy còn gọi là suối Giải Quang? Câu chuyện kia có liên hệ với Thượng Hoàng? Nếu chị cần, Pháp Đăng kể lại cho chị nghe. Lúc ở Hoàng Cung, chị đã có nghe Thái Hậu tuyên từ kể về sự tích suối Giải Quang. Hôm nay, chị muốn nghe chú Pháp Đăng kể lại. Vâng, ngày ấy, sau khi trách nhiệm làm vua đã tròn, làm chồng, làm cha đã vẹn, Thượng Hoàng truyền ngôi lại cho con là Anh Tông. Ngài quyết tâm lên núi Yên Tử tu hành. Với chiếc gậy tre, Ngài đã qua đèo vượt suối. Cân đai vốn vô thường, chuông tự mò trúc dòng chân không. Phật pháp vô biên tâm vô lượng, bồ đề thơm ngát tỏa mười. Gầy trúc chân không ta sẽ độc hành, tâm quyết tâm, lòng quyết lòng không lùi bước. Dầu phía trước gần thác ngăn đường, còn phía sau bao người thương dương dân. Nào hoàng tộc, nào cung nhân, tất cả ân cần khẩn khoản, mong ta ở lại cung vàng, mãi làm Thái Thượng Hoàng quyền quý tột đỉnh. Nhưng ta là Trần Nhân Tông, đã nhận ra vạn pháp vô thường, đến giờ ta quyết lên đường núi Yên Tử ẩn tu, không màng nắng hạ mưa thù. Từ đây giới hạnh đầu đà, nguyện trọn đời làm hạnh người tu. Núi Yên Tử đây rồi, trúc xanh bát ngát, thác đổ lưng đèo, suối rộng tựa dòng sông, mây mù như tuyết
phù. Có là hoa thơm cùng muôn thu, mây bay gió thổi tiếng thông reo. Dừng chân nơi yên từ khiến ta nhớ lại thuở xa xưa. Tất Đạt Đa Thái Tử muốn không còn sanh già bệnh chết, ngài đại hùng cắt ái ly gia, lìa chốn hoàng cung đầy châu báu ngọc ngà. Tiền đạo lý diệu dắt chung sanh, mong muốn cho đời sang đẹp thêm hơn. Nơi núi tuyết sơn ngài từng tu khổ hạnh, từng tâm ở dòng sông Mỹ Liên, từng làm bạn với muôn thú trong rừng. Nay ta với người có khác chi đâu, từ đây ta quyết chọn nơi này dốc chí tu hành theo dấu tiền nhân. Thị Đào, sao hơ hại đến đây? Ta đã truyền cho nàng và các cung nhân trở về phủ Thiên Trường lập gia đình sinh sống rồi mà. Bẩm thượng hoàng, vì có chuyện khẩn cấp nên thiệp thần mau muội theo chân người để kịp báo tin. Chuyện gì? Bẩm thượng hoàng, bởi không được kề bên thượng hoàng chậm lo sớm tối, các cung nữ một lòng chịu tội và bề trên, để tỏ ra nghĩa trả hơn đền, tất cả đã nhảy xuống dòng hồ khi tuần tiên. Trời ơi, tất cả cung nhân đã vì ta mà tuần tiết. Ôi sợi dây luyên ai mãnh liệt làm sao, vì thương mến ta mà cung nữ gieo mình. Thân xác muôn đời dưới lòng suối hồ khê. Phật lời giao quân
đúng. Núi vốn không có Phật, nhưng muốn thành Phật phải xuất gia. Gương sư đó Thái tử Tất Đạt Đa, đâu phải ở chốn cung hoàng mà đắc đạo. Thượng hoàng, thiệp thần vẫn biết lúc tuổi còn niên thiếu, người đã ta nghĩ rằng làm vua chỉ cứu an một nước, làm Phật cứu được cả thế gian. Hơn nữa, ta muốn nước Đại Việt này đây cũng phải có một đạo riêng của dân tộc. Ôi, lời của người quá là lời châu ngọc, thiếp xin cúi đầu ghi nhớ lòng. Ta rất thỏa lòng khi nàng đã hiểu được kỳ vọng của ta, nhưng còn một điều hệ trọng mà ta đang dai dứt trong lòng, đó là việc những cung nhân tụng tiết. Chẳng những hôm nay mà cả về sau, người đời sẽ phê phán như thế nào? Thiên hạ có nghĩ rằng vì việc xuất gia của ta mà bao nhiêu mạng người phải quan thác chăng? Muốn tâu thượng hoàng, lẽ ra tiếp thần cũng liệu một thác để tỏ lòng thiết thạch với quân dương. Nhưng tiếp thần kịp chinh chăng nghĩ suy là cần phải sống để làm chứng nhân cho đại sư. Những cung nhân trầm mình xa cõi tạm, tất cả chỉ vì muôn tàu tiết thành giữ trọn lòng. Họ nghĩ rằng đã nguyện suốt đời kề cận thanh quân, nay người đã xuất gia sống đời thánh thiền. Họ cảm thán trong niềm vui và hạnh diện, cuối sinh thánh hoàng thanh thản thân tâm. Ôi thật là cao quý, họ chết xác thân nhưng gương tiết hạnh ngàn năm còn sống mãi. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Dạ, thần nhi xin bái kiến phụ hoàng. Anh Tông, vừa được tin phụ hoàng xuất gia tầm đạo khiến lòng con áo não không an. Vượt đường dài quả mấy dặm quan sang, đầu cuối lại mong phụ hoàng đừng xa con trẻ. Anh Tông, ta không ngờ đã là vua mà con lại tầm thường như thế. Chỉ mới sanh ly chớ nào đâu là tử biệt, sao con tỏ ra thống thiết bi thương? Phụ hoàng ơi, xin hãy hiểu cho con. Cha đi lội suối trèo non, nơi cung phụ làm sao con không đau lòng xót dạ? Kể từ đấy, nơi sơn lâm lạnh giá, ngài đơn độc một mình, ai kề cận chăm lo, ai dâng cơm hầu nước chuyển trò. Không là tử biệt, nhưng còn đớn đau hơn thế nữa. Khi xưa, lúc phát tâm lên non tu hành, nội tổ ta vì lời khuyên của sư phụ dân và vì nghĩa nặng đối với quốc gia nên đành lui bước. Bao nhiêu năm lặn lội ra Bắc xuống Nam, đem thân tâm làm tròn nhiệm vụ. Đến nay ta cũng vậy, qua hai cuộc chống Mông Nguyên vào sanh ra tử. Giờ đây nước nhà bình an vô sự, ta muốn thực hiện kỳ vọng xuất gia thì lại gặp sóng thương biển ái chăng đường.
Ôi nghiệp lực chung sanh không ngần mé. Phụ hoàng. Anh Tông. Dạ. Thị Đào. Dạ. Chắc hai ngươi vẫn nhớ lần thứ hai sau 27 năm xâm chiếm nước Nam này, giặc Nguyên Mông lại xua quân đánh phá. Lúc ấy ta 27 tuổi đời, vừa sau năm trị vì đất nước. Thưa phụ hoàng, con còn nhớ rõ như in, giặc thù rất đông và hung hãn. Cha phải tạm bỏ kinh thành vì sức cô thể yếu. Triều đình ta phải gả công chúa An Tư cùng tướng giặc thoát quan để giao hòa. Nhưng chỉ sau hai tháng nuốt hờn, vương hoàng cuộc giới tiếp chế nhưng và trong ngày chiến thắng giữa tiệc khao quân, Trần Quang Khải đã xuất khẩu thành thi: Chương Dương cướp giao giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình rèn trí lực, non nước ấy nghìn thu. Ba năm sau dân tộc ta là phải đương đầu với 50 vạn quân Nguyên Mông. Lần thứ ba sang xâm lấn, chúng xua thủy binh vào bến Vân Đồn, nhưng bị quân ta chặn đánh cướp lương, thiếu lương ăn thoát quan càng quét xóm làng. Nhưng dân ta đồng tâm thực hiện nhà trống vườn quan, không một bóng người, quân giặc bị dây đánh tơi bời. Chỉ năm tháng liền hàng ngũ chúng ra tàn, thủy bộ hai nơi giặc tiền phương sinh lộ, hưng đạo dương cùng với tướng hoàng biết chúng khói quân theo hướng bạch đằng, nên dùng gỗ liêm đông tọc xuống lòng sông. Lợi dụng lúc thủy triều hạ xuống, quân ta ồ ạt đánh đuổi giặc thù, thuyền giặc bị cọc xoay thủng vỡ tan, chiến thắng dễ dàng thành sử lưu truyền. Ô Mã Nhi và Phạm Thiếp phải đền tội, từ đó Nguyên Mông không dám sang xâm lược, và cùng nhân ngày chiến thắng trước Chiêu Lăng của tiên đế Thanh Tông. Ở Hưng Long mọi người nghe được khẩu ký của thượng hoàng, thơ đôi dòng ngày sáng sáng vang lên. Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Nhưng ai có biết được lòng ta, sau tiệc vui với tướng sĩ ba quân trong ngày thắng trận, lệ ta rơi khóc thương cho bao người bạc phần. Đã nhắm mắt xuôi tay vì tên đàn vô tình. Ta thấy đớn đau như ai dò xé tim mình, khi nhớ lại cảnh thấy người ngã xuống giữa trận tiền, thịt nát xương tan. Tất cả nào có tội tình chi, chỉ tại chiến tranh gây ra thảm cảnh. Con mất cha cửa nhà hiu quạnh, vợ mất chồng đầu chích dành.
trăng. Lòng nhân từ của cha chẳng những toàn dân Đại Việt kính yêu, mà luôn đánh kẻ thù cũng phải cúi đầu nể phục. Thiệp thật còn nhớ khi thấy thủ cấp của tướng giặc Toa Đô, thượng hoàng đã ngắm ngùi thương hại khúc nên lời: người làm tôi phải nên như thế. Rồi cởi áo ngự sai quân đem chung nghiêm. Các người có biết đâu, chính nhờ nơi tâm định mà ta tìm ra lẽ thật của đời. Thương, ghét, nhục, vinh cũng tại tâm này. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn dặm vô dân, vạn dặm thiên. Bao sông có nước, bao trăng hiền, mây dặm không mây, mây dặm trời. Sáu căn ta đã bị sáu trần làm đấm nhiệm, nên cuộc đời này luôn bão tố phong ba. Thôi, các người hãy về đi. Và nên hiểu rằng, sở dĩ ta xuất gia tầm đạo là ta muốn tìm cái gì vượt ngoài cả ngai vàng điện ngọc, cái gì cao siêu hơn những ham muốn tầm thường. Về đi. Hiểu lắm cha ơi, khi cha đã nếm vị giải thoát rồi thì cả thế gian đều không quan trọng. Con không còn cách gì để giữ được bước chân cha. Vậy thì ba lại này xin cha hãy nhận gọi là con báo ân. Ân sanh thành, ân dưỡng dục nên người, là vua con nói dấu chân cha. Quốc gia là trọng, giữ gìn kỷ cương dân mến dân thương. Thiếp thần vui sinh đức ân thương hoàng, để cho thiếp được cận kề chăm lo như thuở xưa. Cha ơi, trước phút tạm chia tay, con trở lại hoàng cung, còn cha ẩn thân nơi trúc lâm yên tử. Con xin cha hãy cho con một lời khuyên nhủ về phép trị nước an dân, cho thiên hạ được ấm áo no lòng. Con muốn nói chi cha, làm chim học chim hồng, với nước non cha đã làm tròn trách nhiệm, quy vỗ gian lần đôi giặc nguyên mong. Với đời cha sẽ là bậc vĩ nhân, khi mai này được năm có cha là Phật, Phật Quang Trần Nhân Tông, Phật Quang Trần Nhân Tông, Phật Quang Trần Nhân Tông, muôn đời tuổi tên lưu lại, con đang chờ nghe lời dạy của cha hiền. Rưng rưng giọt giăng giọt dài
mắt nhòa lệ đầm ai hoài xót xa. Phụ hoàng lìa bỏ triều ca, phút giây đưa tiền lòng ta nghẹn lòng. Nghĩa ân sâu nặng của nàng ta xin ghi nhận. Thôi thì ta cho phép nàng được dựng nhà dưới chân núi, lập gia đình làm điều thiện giúp dân. Và vì xót thương cho những cung nhân đã vì ta mà gieo mình xuống hổ khê giữ lòng tiếc hạnh, từ đây ta sẽ gọi nơi đó là Suối Dải Quan. Suối Dải Quan. Và ta cũng sẽ dựng lên một ngôi chùa gần bờ suối, quanh năm hương khói, để hương hồn các cung nhân được nhẹ nhàng siêu thoát. Còn anh Tông, dạ, hãy nghe đây mấy lời ta khuyên bảo. Dục bình thiên hạ tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân tiên chánh kỳ tâm. Tâm sanh ra muôn pháp, tâm bao trùm vạn vật, tâm bình thế giới. Riêng ta luôn khắc ghi những lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghĩa là nhìn lại mình là phận sự gốc, không từ ngoài mà được. Thôi, tạm biệt các ngươi. Thượng quan, phụ quan, phụ quan. Hay lắm, chú Pháp đang kể chuyện có lớp có lan và rành mạch. Mai mốt nếu chị còn ở đây, khi nào rảnh rỗi, chú kể cho chị nghe về pháp môn tu hành của đại sĩ, để chị xem mình có thể theo bước chân người được không. Chị định đi tu. Đi tu là phải ăn chay, phải tọa thiền, phải tụng kinh niệm Phật, phải mặc áo thô sơ, và si tham sân phải bỏ. Chị làm được không? Nếu lòng đã quyết thì những điều ấy có khó gì. Để rồi chú xem. À, chị quên hỏi chú chuyện này. Chiều hôm qua đại sĩ đi đâu, mà tại sao bây giờ chị vẫn chưa thấy người về? Chiều hôm qua, sau khi vào hậu liêu xem chị có khỏe không, đại sĩ lên Am Tử Liêu giảng pháp truyền đăng lục cho riêng sư huynh Pháp Loa. Chắc sáng nay đại sĩ sẽ về. Giảng pháp riêng cho sư huynh Pháp Loa là sao? Thời gian gần đây, em thường nghe đại sĩ bảo rằng thời tiết đã đến rồi, ta chỉ chờ ngày thị tịch mà thôi. Thị tịch có nghĩa là gì vậy, chú Pháp Đăng? Thưa chị, thị tịch là danh từ Phật học, nói lên cái chết thanh thản tự tại của người tu. Sư huynh Pháp Loa là người học trò giỏi nhất trong số đệ tử của đại sĩ. Trước khi thị tịch, đại sĩ muôn dốc tâm trao truyền pháp môn. Pháp môn của thiền phái Trúc Lâm cho sư huynh Pháp Loa làm nhĩ tổ, để người tự tại ra đi sau khi đã hoằng pháp lợi sanh. Thì ra đại sĩ đã là người đắc đạo nên mới có trí tuệ thâm sâu, biết trước thời gian thì tịch nước Đại Việt ta thật là diễm phúc.
đã có một vị vua đáng gọi Phật Hoàng. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chỉ gọi tên nghe ý nghĩa vô cùng. Khi đóng vai vua, ngài là vị anh hùng. Khi lập thành Đầu Đà, người đã viễn thông. Qua cuộc bể dâu, qua cơn dòng tố cuộc đời, trải lắm phen vật đổi sao dời. Chỉ muốn tìm an bình trong Phật Pháp cao thâm. Mạng người như hơi thở, thói đời buồn hai mắt, cùng ma lắm ư phiền, nước Phật càng vui hơn. Con mừng cha đã về và kịp nghe được chí nguyện của con. Pháp Đăng, con hãy đem đại kinh này vào hậu liêu cất cho thầy. Quyền Trân. Dạ. Cha mừng cho con đã hướng tâm về Phật Pháp, nhưng cha muốn biết nguyên nhân của sự hướng tâm này. Quyền Trân, có phải chỉ để con muốn được gần bên cha, muốn ở đây để hằng ngày nhìn núi đồi trời mây yên tự, được nghe tiếng suối chảy chim kêu, để rồi sau đó Phật Pháp chỉ là tiếng gọi suông và vô nghĩa? Thưa cha, cha đã hỏi thì con trẻ xinh thương, bằng tất lòng thức tinh an nhiên, từ ngày xa rời chim quốc để về lại quê hương, nơi am lòng mà đồng náo đường. Trong suy tư con tự thấy được, đã còn đâu cái tuổi xuân thì, còn đâu nhan sắc có ai bì, còn đâu hoàng hậu xứ chim ban. Chỉ qua một thời gian, tất cả giờ đã không còn, còn chẳng một thân xác hao mòn. Con đã hiểu rồi, đời là mộng mị, đâu còn gì khi mộng rã tan. Vì vậy Quyền Trân muốn theo bước chân cha rời xa thế tục, muốn như cha đi trên đường đi của Phật. Bởi thời gian tựa bóng câu, có ai giữ được bao giờ? Ngày tháng qua mau, không đợi không chờ, nên cha đã nói mạng người như hơi thở, thấy đó rồi mất đó có ai hay. Nay vui cười hỉ hạ mê say, mai nước mắt khóc đời đen bạc. Con đã hiểu kiếp người trôi dạt, không biết nơi đâu là bờ. Tâm thức tỉnh rõ ràng bờ bên, tâm quay cuồng đạt đạo mấy ai. Như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm lòng thanh ngàn trùng lệch sai. Thưa cha, nếu con dốc lòng cầu đạo
thì con nên theo pháp nào mới được giải thoát? Chỉ một pháp quán tâm, thâu nhiếp trọn các pháp mới được giải thoát. Thưa cha, sao một pháp nhiếp trọn các pháp được? Tâm là gốc của muôn pháp, tất cả pháp duy một tâm sanh. Nếu hiểu được tâm, ắt muôn pháp sẵn đủ trong đó. Cũng ví như cây lớn có đủ thứ cành, nhành, trái, bông, nhưng tất cả đều do một gốc sanh ra. Nếu chặt gốc, ắt cây chết. Nếu hiểu tâm, tu đạo ắt được giải thoát. Không hiểu tâm, tu đạo ắt nhọc công mà vô ích. Mới biết tất cả việc giữ lành đều do tự tâm. Cầu gì khác ở ngoài tâm, rốt không đâu có được. Thưa cha, ví như con muốn tìm Phật, vậy Phật ở đâu? Phật ở trong tâm, như trầm hương ở trong cây. Phiền não nếu hết thì hương theo cây ra, vỏ mục nếu hết thì hương theo cây ra. Nên biết ngoài cây không có hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây có hương, ấy tức là hương ngoài của cây khác. Nếu ngoài tâm có Phật, ấy tức Phật ngoài của ai khác. Tâm là nguồn của mọi pháp lành, tâm là chủ của muôn công đức. Niết bàn thường vui do tâm mà ra, ba cõi lăn lóc theo tâm mà dậy. Tâm là cửa, là ngõ của đạo xuất thế. Tâm là bến, là ải của đạo giải thoát. Cửa ngõ đã biết, há lo khó vào. Bến ải đã rõ, há ngại không thông. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thế khổ ách. Xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thì, xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu, bất tình bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chi, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tầng nại chi, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc đạo, mộng tưởng cứ canh niết bàn tam thế chư Phật. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cô Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đăng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thế Khổ Chân Thiệt Bất Hư Cô Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tất Thuyết Chú Diệt Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha.